Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vừa bị nhạc sĩ đình đám bóc mẽ con người thật, tố hỗn hào, Phi Nhung lập tức có động thái gây chú ý. Giữa loạt ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường, mới đây Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý, bản thân cô độc, phải một mình đấu tranh giải quyết mọi chuyện. Thời gian qua, Phi Nhung liên tục xuất hiện trên mặt báo, các bản tin và mạng xã hội với những tin tức liên quan đến Hồ Văn Cường. Cụ thể, Phi Nhung bị tố bóc lột, chèn ép và giữ hết tiền của người con trai nuôi trong suốt những năm qua và làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Trước những ồn ào trên, Phi Nhung từng phân trần rằng suốt những ngày qua cô thực sự hoang mang và rơi vào bế tắc. Điều khiến cô đau khổ nhất chính là khi Hồ Văn Cường lên tiếng thừa nhận những tin nhắn trò chuyện với fan là thật. Tôi sốc nhất là đoạn tin nhắn của Cường với bạn fan là thật. Mới đầu tôi cho rằng đó là sự cắt ghép Photoshop hỏng hạ bệ tôi, nhưng khi Cường thú nhận, con từng nói như thế, tôi đau đớn. Tôi đau đớn vì cảm giác bị phản bội vì chuyện hiểu lầm trong gia đình. Phi Nhung cũng thẳng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường đang gây bão dư luận suốt những ngày qua. Oan ức nhất là câu chuyện tiền bạc cha mẹ Cường nhờ giữ giúp thì nay tôi lại bị nói về điều đó. Không chỉ cha mẹ Cường, chính Cường cũng là người nhờ tôi giữ tiền dùm. Ngày Cường được trao tiền thưởng giải quán quân, chính mẹ Cường lên nhận, Quản lý của tôi lúc đó nói bố mẹ Cường mang tiền về quê sửa nhà và nếu thiếu thì sẽ cho thêm, nhưng anh Mười chị Thu đều nói nhờ quản lý giữ giúp. Bên cạnh đó Phi Nhung cho biết thêm cô sẽ trao trả lại toàn bộ số tiền đang giữ hộ cho Hồ Văn Cường sau khi nam ca sĩ thi xong đại học. Chúng tôi đang tính đến ngày trao lại toàn bộ số tiền cho Cường và con sẽ thực hiện được ước mơ ra riêng để tự lập. Có thể ngày đó sẽ diễn ra khi Cường thi xong. Thật ra bố mẹ Cường lẫn quản lý đều đã luôn trao đổi và nắm con số. Tuy nhiên không ít khán giả vẫn tỏ ra nghi hoặc những thông tin Phi Nhung chia sẻ, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực và bế tắc. Mới đây nhất vào ngày 2 tháng 7 trên Facebook cá nhân, Phi Nhung bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Lúc gặp hoạn nạn chỉ có phước của mình mới cứu được mình thôi, tôi nghĩ vậy, bạn nghĩ sao nè? Theo đó Phi Nhung ẩn ý bản thân cô đã tự vượt qua mọi tai ương nhờ phước của chính mình, chứ không phải dựa dẫm vào ai. Trước động thái trên của nữ diễn viên, khán giả nhanh chóng để lại bình luận tương tác. Xuất sắc luôn, chuẩn quá hai ơi, đức năng thắng số, phước giải được nghiệp, em tin. Người bình thường thì đúng, còn hai gặp nạn thì giống đường tăng, gặp nạn để thành tránh quả. Đúng vậy đó hai, chỉ ai từng trải qua mới thấm được câu phước đức. Có thể nói đa số người hâm mộ đều đồng cảm trước quan điểm của Phi Nhung và dành không ít lời động viên cho nữ ca sĩ. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.